quá, hôm nay bán hàng về sớm. Xem nào. Thế này thì phải làm món gì ngon ngon cho anh Cường ăn mới được. Trời nắng hôi quá, phải đi tắm cái đã. Nhanh lên anh. Anh nhẹ thôi. Nhẹ làm sao được, anh gấp lắm rồi. Mấy tuần này không gặp, anh nhớ em quá. Chiều anh nhá. Anh chưa đã làm cái gì trong nhà của tao đấy hả? Anh Cường, anh nói đi, cô ta là ai? Anh đã ngoại tình rồi, bây giờ anh còn mang cả cô ta về nhà trên giường của chúng ta thế này nữa. Anh có làm con người nữa không hả? Sao? Tôi về nhà tôi vui vẻ thì có vấn đề gì? Cô có quyền gì mà nói? Tôi vẫn là vợ của anh đấy. Anh nói như thế mà nghe được à? Còn cô, cô có biết là anh Cường đã có vợ rồi không? Đương nhiên là biết. Thì là sao? Anh Cường xứng đáng có nhiều hơn một người vợ xấu xí như cô. Cô nhìn lại bản thân mình xem. Tôi xinh đẹp hơn, chiều chồng cô giỏi hơn, ăn đứt cái loại suốt ngày chỉ ở ngoài chợ như cô. Nên anh chọn tôi là đúng rồi còn gì. Cô cũng chờ trễ thật đấy. Này, chỉ tay vào mặt ai đấy? À, người ta nói sai à? Đàn bà con gái gì mà lúc nào cũng hôi dình lên thì ai dám động vào? Cô định để tôi nhịn đến chết à? Mà vợ không chịu được chồng ấy, thì phải để chồng ra ngoài vui vẻ cũng đúng thôi. Mà tôi nói cho cô biết nhá, cô mà dám đụng vào cô ấy là không xong với tôi đâu. Nó làm gì mà dám đụng đến em? Đụng đến em cào cho nát mặt ra. Mà thôi, mình ra ngoài vui vẻ đi. Nó về rồi, hồi lắm. Ai người, bây giờ cô bắt nó vào vô đi chứ. Dạ, đi bộ đi. Mình đi thôi anh. Ở đây tụt hết cả hứng. Chó này chứ, nó dám đối xử với em như thế à? Được rồi, để chị kéo vài thằng đàn em đến xử cho nó bất trận. Thôi chị ơi, dù sao đây cũng là chồng của em, chị mà đánh anh ấy thì em... Cũng đến chịu em nữa cơ. Bị nó đánh cho không ra hồn người, nó vẫn có bênh nó chầm chậm. Bảo sao nó không hành hạ cho. Thì tất cả cũng là tại em. Tại em xấu xí, bẩn thỉu, hôi hám, cho nên là anh ấy mới... Này, chị nói thật với em nhá, một thằng đàn ông một khi nó đã muốn ngoại tình ấy, nó có 100.000 lý do để nó làm chuyện đấy. Thế theo cái lý lẽ của em thì tất cả những ở ngoài chợ kia cứ bán hàng, bán cá, bán rau là chồng ngoại tình hết, cắm sừng lên trên đầu à hả? Không phải, em không có ý đó ạ. Thôi. Bà cái thằng chó này nó cũng giỏi, nó đã ngoại tình rồi, nó còn dám dẫn cả bồ về tận nhà nữa. Thì trên đời này chẳng có cái chuyện gì nó không dám làm. Em xem lại bản thân mình đi, hiền lành chịu đựng như thế, bảo sao nó không hành hạ cho.
Em mà không thương em trên đời này chả ai thương em được đâu. Em... Thôi thôi thôi, bỏ đi, đừng có khóc nữa. Bây giờ em cứ về nhà nói chuyện với nó, xem bây giờ ý nó muốn làm sao. Nó mà muốn dứt thì dứt luôn đi, sợ cái gì. Nó động đến em cứ gọi điện cho chị, có số điện thoại chị rồi, để đấy làm mắm à? Vâng, em nhớ rồi ạ. Còn con bố nó, để đấy chị xử cho. Chị mà không làm gì được con này, chị không có tên là Thu nữa. Nghỉ ngơi đi. Chị, em cảm ơn chị ạ. Bao nhiêu lâu nay chị đã giúp đỡ dân buôn chúng em rồi. Bây giờ đến việc gia đình cũng phải phiền đến chị nữa. Em... Đừng nói thế nữa. Phải yêu lấy bản thân mình, nhớ chưa? Cố lên. Làm cái gì đấy? Trả lại tiền cho tôi, để tôi còn bán hàng chứ. Tao thích đến đây quấy rối đây. Làm sao? Còn cái đống tiền này á, chưa đủ đâu, tao còn muốn lấy thêm cơ. Không ngờ là cô cũng trơ trẽn thật đấy. Tôi đã không tìm đến cô nói chuyện cô cướp chồng tôi thì thôi, mà cô tìm đến tận đây á. Tao cướp chồng mày đấy, mày định làm gì tao? Mà tao cướp công khai chứ tao không cướp lén lút đâu. Thôi, tao cũng nói thẳng luôn này, đưa cho tao 2 triệu. Sao tôi phải đưa tiền cho cô? Tôi không có tiền. Không có mà được á? Anh Cường bảo tao cần tiền cứ đến tìm mày. Tao đang cần phải mua mỹ phẩm. Đưa đây. Hôm trước hai người lấy hết tiền của tao còn gì nữa. Tôi không cần đồng nào cả. Mày đừng có mà mồm điêu. Mày buôn bán như thế này mà không có tiền thì mày bán cho ai? Hả? À? Mày có yêu hay không? Không. Mày thích thân lừa ưa nặng á? Mày không đưa chứ gì? Đưa đây! Bỏ ra! Mọi người ơi! Cướp! Cướp! Mọi người ơi! Mày có thích nào không? Mày có tin là tao cho mày ra bá không? Hả? Bỏ ra! Tao nói cho mày biết, mày liệu hồn ý thì cung phụng tao với anh Cường đi. Tao còn nói cho mày ở nhà. Còn nếu không ý, tao cho mày ra đường luôn ý! Mày nghe chưa? Con vừa phải hẹn lại chứ! Đưa đây! Ôi trời ơi! Cục cưng của anh! Cục cưng làm sao không? Sao cục cưng lại đến đây? Thôi chết đi được ý! Mà con già kìa, mày vừa làm hành động gì đây à? Mày dám đánh em hiểu tao á? Hả? Mày điên đó không? Hai người cút cay đi cho tôi. Tao không cút đấy. Tao phải cho mày một trận rồi tao mới cút được. Đúng rồi. Hai. Mày đừng có đi đâu hết. Ở đây có nhiều trò vui lắm. Con mẹ nào đây? Gọi người đến tiếp viện à? Mày nghĩ tao sợ mày chắc? Anh Cường, lên cho nó một trận đi. Được rồi, để anh. Chị đã bảo em là gọi điện cho chị sao không gọi? Em con già kìa, mày gọi người đến đánh chồng mày à? Đâu. Mày im mồm. Ở chỗ này không có chỗ để mày lên tiếng. Mang hai đứa đây ra ngoài kia nói chuyện với tao. Đi ra đây. Đi vào đây. Đã là con giáp thứ 13 rồi, lại còn tìm đến chỗ con Ngọc nó buôn bán mà làm loạn lên. Sao? Thấy nó hiền quá muốn nuốt tươi nuốt sống nữa à? Nhảy vào. Sao còn nuốt nó? Chị là ai đấy ạ? Đây là chị tao, tên là chị Thu, biệt danh là Thu Chợ Lớn, bảo kê khu này ấy, được chưa? Mày tạo nét gì đấy? Sao mà giải thích với nó? Tao nói mày nghe này, có thể trên đời này cái gì mày cũng không biết, nhưng mà biết điều mày phải biết. Con Ngọc cái nhờ, nó là chính thất, nó không thèm động đến mày thôi. Mày nghĩ mày là cái gì? Hả? Một tay trên trời à? Muốn làm gì cũng được sao? Riêng mày nhá, hôm nay tao sẽ xử đẹp cả thằng bồ của mày nữa. Mày quay sang bảo nó bảo kê đây. Hả? Chị ơi, em xin lỗi ạ. Em có mắt như mù, em không nhận ra chị nên là động nhầm người á. Chị tha cho em xin thề là em sẽ không bao giờ làm như thế này nữa ạ. Chị ơi, em biết lỗi rồi ạ. Chị tha cho em với. Ngọc, nó giúp anh đi. Chị ơi, hay là thôi đi ạ. Ôi giời ơi, cái con bé này hiền quá đi mà thôi. Em thôi được, nhưng mà chị thì không. Nó làm loạn trên địa bàn của chị. Bây giờ chị tha nó thì mặt mũi nào nữa. Riêng mày hôm nay, tao cạo đầu. Ôi giời, chị ơi, chị đừng cạo đầu em ạ. Em xin chị đấy. Chị làm gì em cũng được, nhưng mà xin chị đừng cạo đầu em. Em thề là em sẽ không bao giờ qua lại với hắn ta nữa. Nếu mà em có làm gì thì chị thích làm gì em cũng được ạ.
Đúng đấy chị ơi, sau này em cũng sẽ chia tay anh ta để cho anh ta thoải mái đi tìm tình yêu mới chị ạ. Tao tha cho chúng mày với hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất, chỗ công nghiệp làm ăn là địa bàn của tao, cấm không bao giờ được bén mảng đến phá hoại nó làm ăn. Điều kiện thứ hai, đàn bà đánh xót cũng đánh ghen, nhưng một khi giặc đã tìm đến nhà thì đàn bà cũng đánh. Cầm tờ giấy tôi là đôi cậu nam nữ đứng trước chợ, đến mà rồi tan chợ thì thôi. Chị ơi, làm như thế làm sao được ạ? Không được hả? Thì tao cạo đầu mày nhở. Ôi chị ơi, em làm ạ. Cầm đấy. Đi. Đứng sát vào. Đúng đấy. Về. Ôi, ngu chứ. Ai bảo tự nhiên đến đây gây sự làm gì? Có mà rồi anh ẻn ý. Này, động vào đám giang hồ cũng để có mà mất sạc à? Cầm mặt tao thôi. Ngọc, là em đúng không? Đúng là em rồi. Sao bây giờ em khác thế? Chồng anh cũng khác ngày xưa đấy. Cũng nhờ có anh mà tôi mới có ngày hôm nay. Cô bồ của anh đâu rồi? Anh vỡ nợ. Cô ta thì bỏ đi theo trai rồi. Sau bao nhiêu chuyện anh mới nhận ra anh yêu em thật lòng. Ngọc, em có thể cho anh một cơ hội làm lại được không? Nha. Ai? Có không giữ mất định tìm lại à? Mày hứa với tao thế nào? Mày tin tao cho mày phải chết không hả? Thôi chị ơi, dù sao bọn em cũng đã từng là vợ chồng mà. Này, anh cầm lấy đi. Tôi chỉ có thể giúp anh như thế này thôi. Coi như đây là học phí tôi trả cho anh. Từ nay chúng ta là người xa lạ không liên quan gì nữa.